chào mọi người đã trở lại với kênh Hai Phú Vlog. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình cái bài chó Việt live với chó Nhật của mình. Lúc mình mới vừa quay cái clip đó thì cái con chó trắng mà có đốm đen đó các bạn, nó lúc đó nó mới sinh đó, bây giờ nó đã bự bằng con chó cha của nó rồi nè. Dạ, nó nhoi nhức bầy luôn. Nó là con cái thôi, không biết sao mà nó quá trời quậy. Con chó đen này là con chó Việt Nam, nó như là chó mực vậy đó các bạn, nó đen từ đầu tới đuôi luôn. Hôm nay nó phối với con chó Nhật trong xù này nè các bạn, nó làm ra lứa thứ ba, đẻ bầy con thứ ba này các bạn. Mấy con đó là con của nó đó, không có con nào giống con mẹ luôn, đen từ đầu tới đuôi. Lúc đầu thì nó đẻ được 5 đứa, giờ thì còn có 3 em mà các bạn ơi, rất là tội nghiệp nó. Để mình vô mình quay cận cảnh cho các bạn xem mấy chú chó con của mình. Lần này thì chó mẹ nó sanh ra thì cũng rất là khó khăn các bạn ơi. Chó mẹ nó bị viêm, nó sốt rồi thiếu sữa cho chó con bú. Bác sĩ dặn là không cho chó con bú sữa mẹ, mình phải bồi bổ thêm sữa, cháo, ba thức ăn nhẹ rồi cho chó con để tẩm bổ cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Giờ nhà mình tới 7 con chó lận các bạn, quá trời luôn. Giờ chắc mình mở chạy chó luôn quá, vì mà tới 7 con. Đợt này chắc cũng phải đem cho bớt các bạn ơi, không thể nào nuôi nổi, mình chỉ có thể giữ lại 1-2 em để nuôi thôi. Các bạn nào thấy những chiếc chó này thấy cưng thì hãy để lại ở phần bình luận. Không biết có bạn nào xem video thích những chú chó con này và muốn nuôi không? Đây là em chó nhỏ nhất bầy nè các bạn, nó là em út đó. Đợt này thì là lứa thứ ba mà nó sinh sản rồi, chắc xong đợt này thì mình sẽ cho tụi nó ngưng đẻ rồi. Đây là anh cả của nhà chó, nó là cái lứa chó đầu tiên mà con đen với con chó Nhật lông xù mình đẻ ra. Nó được giao nhiệm vụ là giữ cổng nhà của mình, rất là lanh. Mình đặt tên nó là Đen Con vì nó rất giống con cha, không khác cái gì hết trơn á các bạn, chỉ có điều là hơi nhỏ con xíu, tướng giống con mẹ. Quay trở lại chuồng chó thì đây là con đốm, nó có đốm đen, con mình nó là nó giống con chó mẹ thôi các bạn, giống được màu lông, còn cái tướng thì giống y chang chó cha luôn, nó nhoi thì thôi luôn. Còn ba bé này là đứa thứ ba, ba con đều giống con cha hết các bạn, đen từ đầu tới đuôi. Đó, con mẹ mới đẻ hôm nay nó vô 3-4 chai nước biển rồi các bạn, nó bị sốt quá trời nên phải vô nước biển. Mấy nay thì nó đã khỏe rồi. Nhìn ba chú chó con chụm lại ngủ rất là thấy cưng, quay từ xa là tưởng đâu cái cục gì đen thui luôn, không thấy gì hết các bạn, nó tụi nó quá trời đen. Lứa này thì được 2 con đực và 1 con cái, cũng đã được 1 tháng tuổi rồi các bạn, nay tụi nó đã chập chững đi rồi. Do cho mẹ bị sốt hành không có sữa nên mẹ mình đã đút sữa và tập cho tụi nó ăn cháo để bồi bổ thêm cho nó, mong là tụi nó vẫn lớn khỏe bình thường. Đây là lúc chó mẹ mới vừa sinh nè các bạn, được 4 em, mình chỉ quay được vài clip thôi do mình không có thời gian để quay nhiều. Trong 4 em này có 1 em yếu quá nên đã mất rồi các bạn, giờ chỉ còn có 3 em thôi, rất là buồn. Các bạn xem video thấy thích chú chó nào nhất trong bầy thì hãy để lại ở phần bình luận nha. Và mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở video sau.
các bạn xem video thấy hay thì hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để xem thêm những video khác của mình. Mình sẽ cập nhật tình hình của ba chú chó con sau khi tụi nó đã lớn.